Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh ở tổ 13, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vì bán hàng nghìn mỹ phẩm giả mạo các nhãn hiệu lớn trên mạng xã hội. Đây là cửa hàng do bà Tạ Thị Quỳnh Anh, vợ của nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và là người đại diện ngành nghề kinh doanh mua bán quần áo may sẵn, mỹ phẩm. Chủ cửa hàng đã có hành vi vi phạm hành chính, buôn bán hàng hóa giả nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam trên môi trường Internet. Thông qua mạng xã hội, cửa hàng đã kinh doanh hơn 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại là hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 60.500.000 đồng. Tại đây, chủ kinh doanh cũng đã đăng bán 1.118 chai dầu thơm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 29.500.000 đồng. Với các hành vi vi phạm như trên, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định vi phạm hành chính với tổng mức phạt là 51.250.000 đồng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bao gồm 1.180 chai dầu thơm giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc kinh doanh trái pháp luật của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm. Trước làn sóng phản đối dữ dội của cư dân mạng, hiện tại thì Quỳnh Anh đã khóa fanpage, còn Lê Dương Bảo Lâm phải đóng phần bình luận trên fanpage của mình do có quá nhiều cư dân mạng tràn vào chỉ trích. Bà xã của Lê Dương Bảo Lâm tên thật là Tạ Thị Quỳnh Anh, sinh năm 1992. Quỳnh Anh từng theo học tại trường sân khấu điện ảnh, nhưng hiện tại không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà lui về hậu phương chăm sóc con cái. Sau khi chính thức về chung một nhà thì Quỳnh Anh đã trở thành hậu phương vững chắc hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng. Cô cũng chính là quản lý kiêm trợ lý cho Lê Dương Bảo Lâm. Dẫu vậy thì Quỳnh Anh cũng khá giản dị. Cô nhiều lần đã bị chồng trách yêu về chuyện ăn mặc không chăm chút cho bản thân.